chào mừng các bạn đến với du lịch Singapore. Hôm nay mình làm một video về khu vực Phuket, mua sắm sầm uất và ẩm thực Phuket tại đây nha. Nơi đây mua sắm cũng giá hơi bình dân nha. Các mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, ẩm thực hay là sô cô la hay quà cáp rất là nhiều nhưng mình không quay được. Khu vực đó rất là đông người, không cầm máy quay được. Đây là khu vực nối liền giữa hai bên khu ăn uống và một khu mua sắm. Còn đây là khu mua sắm các trang thờ, các bùa chú hoặc là các cái dây chuyền, tất cả đều có nha. Cẩm thạch đá quý, các bạn đi vô trong sâu hơn và các tầng trên bán đá cẩm thạch nhưng mà giá rất là cao nha, các bạn nên quan tính lại là mua. Việt Nam mình đều có hết nha, tất cả loại sản phẩm này. Rồi các bạn thấy khu vực này trang trí như thế nào? Thấy rất là bắt mắt, rất là đẹp, hơn nhìn rất là hoành tráng lệ. Rồi chúng ta tiếp tục làm một vòng rồi chúng ta đi tiếp các phần khu vực khác nha. Đây là chùa bốn mặt, đây là Phật Di Lặc ở ngay trước mặt nha. Rồi chúng ta bây giờ đi tới khu vực bán đồ khô. Hôm nay mình qua đây mua được 1 kg sò điệp nhật khô nha, giá là 3.850.000. Còn tất cả hải sâm vú trắng, hải sâm vú vàng và sâm nhật nữa, hàng 10 mấy triệu vẫn có nha. Và yến, vi cá đều có ở đây, chuyên về sâm, sâm bào ngư làm sẵn đây. Còn là sâm vú vàng nha, còn rất là đẹp. Hàng này mình cũng có bán nha, Việt Nam mình có, không cần qua đây mua đâu. Nhưng mà nhìn hàng khô đây vẫn thích hơn ở hàng khô ở Việt Nam. Ở hàng ở đây có thể là chất lượng hơn. Nhìn những con đây là sâm gan nhật nha, con này là giá 10 mấy triệu 1 kg nha. Đây, hàng VIP nè, con nhỏ nhỏ cái vỏ đó, hàng dữ à. Con này mình không có bán, giá trị quá cao. Rồi sau khi đi một vòng mua sắm và tham quan thì đến giờ ăn thôi, tới bụng rồi, đi giờ nãy giờ cũng gã rồi chân tay. Bây giờ mình đi ăn món Bak Kut Teh, tiếng Hoa mình gọi là dục quách trà. Thơm thơm à, du mê huấn trưởng Bak Kut Teh. Chẳng có dục quách trà. Du mê à, ốp. Điểm thôi, giờ dục thơm đâu bạn. Còn đây là bán thịt dê nha, dê thập cẩm, giết dê, dê thuộc phúc bắc, dê niêm dê. Các bạn sẽ ăn được mùi dê, ăn được nha, nhất là bạn nữ thì không ăn được mùi này, nó hơi bị hôi mùi dê. Rồi, còn ai thích dê thì nên thử đi. Rồi sau khi mua hết tất cả thì mình thử thôi. Còn đây là Bak Kut Teh nè, dục quách trà. Rồi dê viên và nạm dê rồi thầm được nha. Còn nữa nè, dê viên hơi bị hôi mùi dê nha, các bạn ăn thì cân nhắc lại nếu không ăn được mùi dê thì. Còn đây là đuôi heo và sườn heo Bak Kut Teh, còn gần thấm chiên ở Singapore đây. Rồi nói vòng vòng xàm xàm cũng tới giờ ăn thôi. Rồi mình tới đây cũng đi mua sô cô la, mua quà về cho mọi người ha, bon bon hay những cái dâu tây cũng rất là to ở đây, cũng rất là ngon ha. Còn ẩm thực ở đây thì giá bình dân, ăn cũng rất là tốt. Các bạn tới đây và nên ăn thử nha. Rồi, các bạn thấy nghĩ gì về video? Nhớ comment và đừng quên thả một tim follow kênh Đào Thiện Minh. Chúc mọi người có một chuyến đi Singapore vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye!